Chào tất cả các bác nha. Tối nay là ngày 11 tháng 10. Hôm nay em mới được về là cái lô đồng hồ chính hãng các bác nhé. Vừa mới cập bến xong, em tranh thủ lên live ngay và lập tức các bác nhé. Đấy, các bác ưng em nào nhanh tay liên hệ các bác nha. Số điện thoại em là 0383 440 440. Hôm nay toàn hàng gọi là cực phẩm thôi các bác, chứ không phải là phẩm bình thường. Con đầu tiên lên cho các bác một em này, đảm bảo các bác phê nhất người luôn. Caliban. Con này full hộp các bác nhá, full hộp thẻ chứ đầy đủ luôn này. Đấy, một con hàng chính hãng của Caliban bác nhá. Ba các bác là kiểm tra check code giám định toàn cầu. Bác nào phát hiện không phải hàng chính hãng em tặng luôn, không phải trả tiền. Đấy, liền đính đá bác nhá. Con này được mạ vàng hồng, vàng là vàng thật 100% bác nhá. Đẹp không các bác? Dạ quang con này tối sáng trắng luôn. Máy của nó thì miễn bàn luôn. Đấy. Máy của nó này NH38A. Đã, các bác thấy đã đủ đủ xịn sò cho các bác. Máy NH38A là của Senco các nha, không phải là máy dẫn chơi đâu ạ. Đấy, chống nước 5 ATM tức là 50 mét bác nhá. Đấy, dây của nó xịn sò các nhìn nhá. Dây của nó quá xịn luôn này. Khóa của nó các nhìn này, cũng xịn này, không kém cái gì luôn này. Thật sự này nó phải nó VIP kinh khủng khiếp các bác ạ. Con này mà các bác không tranh thủ lấy con nào nữa các bác. Nó đẹp vô đối luôn. Đẹp lắm các bác, đẹp phải nói em cũng không cưỡng nổi cái độ đẹp của nó, thật sự nó quá đẹp. Cái này các bác mà nhận hàng nó còn đẹp hơn ở ngoài trong trong video rất nhiều các bác nhé. Con này size của nó là size 43. Đấy. Niền trong của nó là size 40 các bác nhá. Niền trong này là 40 này, đấy, full là ngoài là 43. Đấy, con này là con mã siêu phẩm 1. Đấy, siêu phẩm 1 này. Đấy, size 40 43. Bạn nào lấy con này em để bác cái giá là 5 triệu 2. 5 triệu triệu 2 cho một em phải nó đại chất đại hiếm không nhá, chứ không phải là bình thường nữa, con này nó hiếm vừa chất. May mắn lắm mới đấu được đúng là con này về đến nhà bác nhé. Mã siêu phẩm 1 SP1 này, size 40 43, giá 5 triệu 2. Em có hai con thôi, em lên luôn hai con cho các bác này. Một con dây dây sắt, một con dây dây kim loại và một con dây da. Con kim loại này thì miễn bản luôn, đúng nhá, đều full thẻ luôn này. Full hộp thẻ luôn. Đẹp lắm các bác ơi, con này nhìn các bác đảm bảo các bác ngất ngây luôn. Bác chờ làm tí em khui cái thùng này. Dạ quang con này sáng vô đối bác nhé. Đấy, bác nhìn dạ quang xanh lè đấy không ạ. Cọc số là trắng nhá. Đấy. Bác nhìn đấy, dạ quang này. Đấy, cọc số trắng thôi nhé. Đấy. Kim này, đấy, xanh lè này. Đấy là em mới đo tay thôi nhé. Đấy. Cơ auto thích tự động đó nha, một con hàng chính hãng của Calivan. Ba các bác kiểm tra check code giám định toàn cầu các nhé. Bác nào phát hiện con này không phải hàng chính hãng em tặng luôn, không phải trả tiền nhé. Đẹp không bác? Kính của nó kính sao phia nguyên khối bác nhé. Đấy, một ô của lịch góc 3 giờ. Toàn bộ cái dòng này lắp máy Senco hết nhá. NH38A luôn. À con này là máy mi. Nha, con dây dây kim loại này là máy mi nhá. Cái con dây da kia là máy Senco kìa. Đấy, có nhìn sướng con mắt không?
Các bác đeo này như một cục vàng trên tay bác nhé. Mà cái đồng hồ này các bác đeo khoảng 5 10 năm đừng nghĩ nó bạc được các anh em, vì nó là vàng thật 100% luôn. Đây, mỏng và cực mỏng luôn. Đẹp quá các bác ơi, không chịu nổi nữa các bác ạ. Thật sự nó đẹp khủng khiếp luôn. Dạ quang xanh lè. Niền trong 40 này. Đấy. Cũng là size 43 các bác nhé. Con này size 43 luôn. Size 43 niền trong là 40. Đấy. Full full niền cả trong cả ngoài là 43. Con này là mã S siêu phẩm 2. Size của nó là 40 43. Đấy. Con này giá của nó là 5 triệu tư. 5 triệu tư con này các bác nhé. Vì nó là hôm trước là nó em về mấy con là nó dây dây thép 316 một trắng á, thì nó rẻ hơn, con này là nó mạ vàng đắt hơn bác nhé. Đắt hơn mấy trăm nghìn đấy. Còn cái đợt trước mà em bán 4 triệu 8 5 triệu cái dòng đấy là cái dòng nó không phải mạ vàng bác nhé, nó rẻ hơn. Đấy. Siêu phẩm 2 size 40 43 giá 5 triệu tư. Con này là mạ vàng thật 100% bác nhé. Đây em khai ra cho bác một em siêu to khổng lồ luôn, hàng chính hãng thôi nha, to nhưng là phải chính hãng thôi nha, không to không có chuyện ối ôi được thôi nha. Đây đẳng cấp nó là chỗ này các bác này, Anze Clover đấy, một em Anze Clover bác nha, đẹp chưa đấy, một ô click góc 6 giờ đấy, núm là núm ngược bác nha, đẹp không các bác này, chống nước 50 mét. Đấy, dây của nó là dây dây cao su nhá. Này, khóa nó chốt bảo vệ bác này. Này. Này chốt bằng nhìn nó chốt bảo vệ này, chốt này. Ừ. Ừ. Đứng im luôn nhá, rút kim nó đứng im luôn. Hàng này thì nó là đẳng cấp rồi. Không phải bàn cãi đâu bác nhá. Con này nó siêu đẹp rồi. Đấy, dành những bác nào mà tay to như tay em đeo con này cực đẹp luôn. Con này bằng titan bác này, là xung quanh là titan hết bác này. Đấy. Nha, xung quanh bằng titan nhá. Kính nó là kính cứng bác nhá, không phải là kính sapphire, là kính cứng ạ. Đẹp lắm các bác ơi, ai chịu nổi con này các bác. Mặt trong của em nó là 45. Size 45 các nhé. Nói chung lô hàng hôm nay thì cực đẹp luôn các bác, không một điều gì chê luôn. Đấy, siêu phẩm 3. Size 45. Bao lâu này em để bác giá 2 triệu. Bác nhé, 2 triệu con này thôi. Em nói các bác nó rẻ hơn cho luôn. Đấy, siêu phẩm 3 này, size 45 giá 2 triệu. Một con hàng chính hãng của Enzer Clover bác nhá, chứ không phải là hàng 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 trôi hàng nổi bác nhá. Đấy. Nguyên cái từ chính hãng không là có biết là nó đắt đỏ cái nào rồi. Pin thì pin các bác mua, nếu mà mua mới con này thì chắc là hàng mới không sẽ không có đâu, nhưng nếu các bác mua mới con này thì không không dưới tiền chục của bác nhá. Em khẳng định các bác một điều như vậy luôn ạ. Đây, mày em sẽ lên cho các bác. Rất nhiều bác hỏi em nay em về được một con Zado VIP VIP luôn. Mới lắm bác nhé. Cái bạn này mà kiếm con mới này hiếm lắm. Đây, các bác ngắm nhìn em này, rất là mới luôn. Mới gần như mới trên 99,9% luôn. Này. Bạn này hàng trưng bày luôn này. Đấy, một con Zado máy Thụy Sĩ bác nhá. Đấy, mặt chải tia rất là đẹp này. Một ô click của nó góc 3 giờ. Nước vàng của nó thì miễn bàn, nó mọc cực dày luôn bác nhé, này dây của nó này, dây zin luôn của Zalo bác nhé, đấy, dây chính hãng luôn đấy, này ạ, à. Chưa biết chảy xước nhá, đúng là hàng 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 trưng bày là nó nhìn nó mới thật, sướng thật các bác ạ.
Mà các bác bản Zalo mà các bác kiếm bản như này thì hiếm lắm bác nhá, không có đâu ạ. Đấy, bao bác là máy của nó là máy chuẩn Thụy Sĩ bác nhá, chứ không phải là hàng linh tinh các bác nhá. Đấy. Kiếm cái con bản size to này khó lắm các bác ạ. Đẹp không các bác? Nhìn chỉ có ngất ngây thôi ạ. Không chịu nổi mấy con này luôn. Nó quá đẹp. Size của em nó là size 39. Size 39 các bác nhé. Size 39, con này là mã siêu phẩm 4. Size 39. Đấy. Bác nào lấy con này em để cho bác con này giá với giá là 8,8 triệu các bác nha. Không có con thứ hai đâu đâu các bác nha. Con này là siêu rẻ rồi. Con này các bác là theo dõi kênh em nhiều biết, em bán toàn có 12 3 triệu các nhá. Siêu phẩm 4 size 39 giá 8 triệu 8. Thì nó mới các nhá. Các bác mua con hàng 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 cũ bây giờ mà hàng nát bây giờ các bác mua cũng phải tầm có 7 triệu rưỡi 8 triệu, nhưng không phải cái mới này đâu các bác nhé. Tiếp tục em lên cho bác của em này nữa. Con này đây, hàng này nó lại hàng, ôi giời ơi, nó không phải là hàng ấy các bác nhà, nó gọi là con này là gọi là hàng siêu cấp, nó xịn hơn rất nhiều so với cái mấy con hàng mà em bán cho các bác giá 5 triệu đấy nhé. Đây ạ, đây là một con bản này gọi là cái bản hổ. Đẹp không các bác? Đấy. Bản đính đá thì dễ nhưng cái bản này thì khó lắm bác nha. Đấy. Một em Rick chất mưu. À, phanh Muller bác nhá, con này phanh Muller ạ. Đấy, một con phanh Muller bác nhá. Bản này gọi là bản siêu cấp bác nhá. Đấy, tức là nó gọi là hàng 1-1 với hàng ấy đấy, hàng 1-1 so với hàng chính hãng đấy bác nhá. Nó xịn hơn hàng Nhật rất nhiều bác nhá. Đấy, em nói bác nào mà chơi cái dòng này có biết rồi, hàng siêu cấp thì có biết nó đắt đỏ. Giá lúc nào nó cũng xem một tầm cỡ mười mấy 20 triệu bác nhá, không có giá rẻ đâu ạ. Chứ không phải là bản máy Nhật như hôm trước em bán cho các bác 5 triệu là bản máy Nhật bác nhé. Còn bản này là bản siêu cấp. Này, các bác nhìn nó khác không? Kể cả nước vàng của nó bác nhé. Đẳng cấp rồi. Mặt của nó bác nhìn này. Đấy, độ hoàn thiện của nó thì kinh khủng khiếp luôn. Này, dây của nó đã khác này. Đấy. Như dây của nó, dây của nó xịn sò rồi. Còn bản hôm trước em bán là cái các bác 5 triệu hay 4 triệu, 4 triệu 8 đấy. Đấy là nó là bản máy Nhật. Còn bản này là bản siêu cấp các bác nhé. Siêu cấp là nó gọi trên trên hơn 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 dòng máy Nhật rất nhiều, nó xịn sò rất nhiều. Con này size của em nó là size 40 44. Size 44 các bác nhé. Mã con này là mã siêu phẩm 5. Size 44 này, bác nào lấy con này em để cho các bác với giá là 6 triệu thôi nhé, 6 triệu con này bản siêu cấp này, siêu phẩm 5 này, size 44 giá 6 triệu. Các bác lưu ý là bản siêu cấp bác nhé, chứ không phải là bản máy Nhật các bác nhé. Đấy. Nó khác nhau với bản máy Nhật rất nhiều các bác nhé, đẳng cấp hơn rất nhiều, đắt đỏ hơn nhiều đấy. Con này mà là cái thời kỳ nó đắt đỏ nó lúc nào các bác mua vào nó phải rơi vào tầm 10 15 đến 17 triệu chứ không có rẻ đâu các bác nhé. Đây, nay em về được có hai con rồi. Em nói các bác em tranh đấu mãi được hai con này thì không phải dễ đâu ạ. Các bác nhìn này. Cái độ hoàn thiện của nó khác 100% ấy, nó khác một trời một vực với so con bản Nhật. Này các bác nhìn thấy không ạ? Đấy. Phanh Muller. Cọc số học trò một ô lệch góc 6 giờ. Đây có nhìn chất thép của nó này. Nó khác rất nhiều các bác nhá này ạ. Đây. Con này dành cho bác nào gọi là đeo đẳng cấp rồi.
chuyên giao đeo hàng xịn cho con này, nó quá vip rồi. Đấy, em báo trước con này là bản siêu cấp các nha, không phải là bản máy Nhật kia đâu ạ. Bản này bản siêu cấp, nó là gọi là hàng 11 đấy. Đấy, nó cận với hàng chính hãng ấy nhá. Đẹp quá các bác ơi. Tức là nó 90 với cái hàng máy Thụy Sĩ. Đấy, nói nôm na các bác hiểu là vậy. Con này là siêu phẩm 6. Size 44 đấy. Con này giá 6 triệu. Siêu phẩm 6 bác nhé, size 44 giá 6 triệu. Tiếp tục em lên cho các bác một em Calivan nữa. Bản này đẹp lắm các bác nhé. Bản này nó chạy tia đẹp lắm. Có ngắm nhìn thấy em gái đủ chất chưa đấy, có nhìn cái tại trái tim trong đẹp không ạ? Cọc số La Mã nhá, đấy Caravan 1986, hàng là hàng chính hãng 100% bác nhá. Bao bác kiểm tra check code giám định toàn cầu luôn, bác nào phát hiện này không phải hàng chính hãng em tặng luôn, mà trả tiền nhá. Đấy, Caravan đẹp không các bác, phối đẹp thật. Con này chống nước 30 mét các bác nhé. Dây của nó xịn sò nhỉ. Dây của nó quá xịn luôn đấy. Đẹp lắm các bác ạ, con này đẹp lắm. Em này của nó là size 41 các bác nhé, size 41 Caravan size 41. Em này của nó là mã siêu phẩm 7 size 41 đấy. Con này giá của nó là 3 triệu 2 các bác nhé, 3 triệu 2 ạ. Đấy, siêu phẩm 7 size 41 giá 3 triệu 2. Đây em lên cho bác một con Fubo Design. Full hộp sổ đầy đủ các bác nhé. Đẹp lắm các bác ạ, nhìn này. Đấy, lộ tim bác nha. Đấy, là cái kim đỏ là kim dây bác nhá. Còn cái hai kim này là kim phút và kim giờ đấy ạ. Máy của nó là máy Mi rồi. Mi Mô Tao bác nhá. Hàng chính hãng luôn. Bao các bác kiểm tra check code giám định bác nhá. Bất cứ nơi nào luôn. Bác nào phát hiện cái này không phải hàng chính hãng em tặng luôn, không phải trả tiền nhé. Thép của nó thì trọn đời không han không dỉ không xuống màu. Cái Fubo nó quá đẳng cấp rồi, nó các bác nào chơi Fubo các bác biết rồi đúng không ạ? Nó gọi là hàng đẳng cấp nhất của Nhật nội địa bác nhé. Sang trọng quá các bác ơi. Chịu không nổi với con này. Fubo Design. Con này bác nào mà theo dõi các anh em có biết rồi đúng không ạ? Những cái đợt mà đợt trước Tết ấy. Con này toàn có trên 7 triệu rưỡi 8 triệu thôi, không có giá rẻ đâu các bác nhé. Size của em nó là ôi con này size to ghê không? Nhìn nhỏ nhỏ mà size to hết rồi, size 42 các bác nhá, nhìn nhỏ 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 đây mà nhìn nhỏ tí mà đo size 42 luôn các bác nhé.
sai gớm mặt đấy chứ. Mã siêu phẩm 8. Sai 42. Đấy. Con này giá của nó chỉ có 3 triệu rưỡi thôi nhé. Đấy. Rẻ chưa bằng nửa tiền so với cái hàng mà đợt trước Tết bác mua nhé. Đấy. Mà vẫn hàng đó nhé. Còn xịn hơn nữa là khác. Đẹp mới hơn, xịn hơn nữa. Mà rẻ chưa bằng nửa tiền. Siêu phẩm 8, sai 42, giá có 3 triệu rưỡi. Đây, hôm nay em sẽ lên cho bác một con đẳng cấp luôn, con Thụy Sĩ bác nhé, máy Thụy Sĩ luôn, Anzer Cordover bác nhé, máy Thụy Sĩ nhé. Cái con này Anzer Cordover em sợ là hình như máy Thụy sao, em chưa kiểm tra nhưng mà nó là hàng chính hãng thôi, nhưng con này là 100% máy Thụy bác nhé. Con kia thì em cứ báo bác là máy Nhật đi bác nhé, bởi vì là em cũng hàng chính hãng, nó chỉ là máy Nhật thôi. Còn con này máy Thụy 100% rồi bác nhé. Vì cái dòng Anzer Glover này nó chỉ có hai máy thôi, một là máy Thụy, hai là máy Nhật. Bởi vì em không có cái ốc vít mà bằng nhỏ như cái con này để tháo ra. Mà không biết nó là máy 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 Thụy hay máy gì, nếu mà gặp nó được máy Thụy thì ngon quá bác ạ. Còn nếu máy Nhật thì em bán cho bác theo giá máy Nhật nhé. Vì cái dòng Anzer Glover này nó lắp duy nhất hai loại máy, một là máy Thụy, hai là máy Nhật, không có máy thứ ba bác nhé. Đây một con cực phẩm luôn ngày hôm nay. Chống nước 660 feet bác nhá, tương đương là 200 mét, dòng này thợ lặn rồi. Đấy. Máy là ba bác là máy Thụy nhá, đây ạ. Đây nó có cả cái kim đỏ là giờ quốc tế này. Đấy, giờ quốc tế là nó 100% là giờ GMT bác nhá. Đấy, là 100% là hàng hàng Thụy Sĩ rồi. Thì nó có giờ quốc tế. Đây, sở ít bác nhá. Đấy, sở ít này. Anzer Glover sở ít được chưa? Sở ít mốt này, đấy, sở ít mốt là pin bác nhá. Thụy Sĩ pin, đấy. Khóa này, nhưng một cục vàng. Dây của nó dây chính hãng nhá. Đấy, có nhìn cái vàng của nó này, người ta hàng si mà có nhìn chưa, hàng si mà nó vàng óng ánh nhá, người ta đeo không biết là bao lâu rồi mà nó đẹp cái cỡ đó bác ạ này. Anzer Glover một siêu phẩm máy Thụy Sĩ bác nhá, ba bác là hàng chuẩn của Thụy Sĩ luôn. Đấy, đẹp không ạ, con này dạ quang tối sáng trắng, cái hộp nó đã đẹp rồi. Đo sai bác, con này sai bao nhiêu đây, em này của nó là sai 47 các bác nhá, sai 47 ạ. Con này có cả sổ luôn bác này. Nhá, có cả sổ luôn nhé. Lắm hộp lắm. 3 4 loại hộp. Đấy. Size 47. Nó 4 cái hộp, 4 4 5 lớp các bạn này. Lớp giấy trắng ngoài này. Đấy. Xong rồi đến hộp này. Size 47. Mã siêu phẩm 9. Siêu phẩm mấy ta? À siêu phẩm 8 nhé, con này siêu phẩm 8 thôi. Siêu phẩm 8 size 47. Em này giá của nó có 2 triệu rưỡi thôi bác nhé, có 2 triệu rưỡi con này thôi, rẻ. Không tưởng tượng được các bác nhé. Mà lại là hạng máy của máy Thụy Sĩ nữa các bác nhé. Siêu phẩm 8 size 47 giá 2 triệu rưỡi. Tiếp tục em lên cho bác một con GC của Thụy Sĩ nữa các bác nhé. Con này full hộp luôn này. Đấy, hộp sổ này. Đấy, cái trong này nó có cái gì đây? Ui giời. Đây, mỗi hộp sổ như thế này được bác nhá, chả có cái gì đâu. Đẹp lắm các bác ạ, nhìn mà ngất ngây luôn này. Ôi ôi con đồng hồ. Đấy, con này máy pin Thụy Sĩ bác nhá, chứ không phải là máy cơ đâu ạ. Đấy.
một ô cửa lịch của nó góc 4 giờ rưỡi GC 3 núm 5 3 núm 5 kim. Đẹp không các bác? Này. Vàng nó đúng lên tiết địa, có nhìn nhận nó lên tiết địa này là vàng thật 100% bác nhé. Đấy. Còn cái vàng mà vàng ối rồi ôi nó không lên tiết địa này đâu bác nhé. Đấy, các nhìn chưa? Chống nước của nó là 100 mét. Tương đương là 330 feet, được chưa? GC. Đấy. Máy của nó là máy Thụy bác nhé. Con này dành những bác nào mà tay nó đi sang trọng một tí thôi nhé, rất là đẹp luôn, tay nó đẹp đẹp đẹp, đeo này xịn lắm, sang trọng khủng khiếp luôn. Mặt cong cong đẹp ghê không. Size của em nó là size 38 38 3843. Size 3843. Mã của nó là siêu phẩm 9. Size của nó là 38 này trên 43. Đấy. Bác lấy con này em để bác cái giá 3 triệu 6 các bác nhé, 3 triệu 6 thôi ạ. À. Một con GC bác nhé, máy Thụy Sĩ đấy à, chứ không phải là siêu phẩm 9, size 3843, giá có 3 triệu 6 thôi. Tiếp tục em lên cho bác một con này nữa, con đình đám. Một con Armani cơ auto tích động bác nhá, lộ trước lộ sau luôn này. Armani đẹp không ạ? Trời ơi con đồng hồ của nó đẳng cấp luôn bác nhá. Chống nước 30 mét đấy ạ. Khóa zin luôn. Dây khóa nguyên zin bác nhá. Con này là hàng si, con này xài lướt rồi. Đẹp lắm các bác ạ, miễn miễn chê luôn. Size của em nó là size 43. Mã siêu phẩm 10. Size 43 này. Bác nào lấy con này em để cho bác cái giá 3 triệu 2 bác nhé. Các bác nghe không nhầm đâu bác nhé. Bình thường các bác nào đợt trước Tết các bác những con này các bác nghe toàn có 7 triệu 88 triệu đúng không các bác. Hôm nay em bán cho bác con này giá 3 triệu 2, các bác đừng giật mình các bác nhé. Nó rẻ không bằng nửa tiền so với đợt Tết. Siêu phẩm 10 size 43 giá 3 triệu 2, các bác đừng có giật mình như này. Em không nghĩ là nó lại đồng hồ đợt này nó lại rẻ cái này các bác ạ. Tiếp tục em lên cho các bác một con này nữa. Một con Mido. Full hộp bác nhé. Wow. Con này như không có sổ sao xem nào. À, con này có sổ bác nhá, sổ dày cộp. Sổ với một cái tờ thư của Nhật đấy sao ạ? Đẹp lắm. Đây, con này mới cứng luôn. Con chim gấu em con này coi. Nó lạ vô cùng bác nhá, nó đẹp khủng khiếp các bác, nó đẹp đẹp mà đẹp độc lạ nhá. Chưa bao giờ nhìn thấy kiểu dáng đồng hồ nữa này. Một con Mido.
Đấy. Đấy, coi như chưa. Bao bác là hàng chính hãng của Miro bác nhá, hàng chính hãng của Thụy Sĩ bác nhá. Đấy, 25 chân kính được chưa? Mặt kính sapphire. Con này chống nước 50 mét. Máy các bác nhìn, máy chính hãng nhìn sướng các bác nhỉ. Máy chính hãng nhìn phê thật đấy. Cái này các bác nhìn bên ngoài nó đẹp lắm các bác nhé. Nó đẹp kiểu gì độc lạ lắm các bác ạ. Siêu phẩm đấy. Con này đúng là cực siêu phẩm luôn. Con này size 40 bác nhé, size 40, một con Mido size 40, full hộp sổ bác nhé. Con này nếu mà đợt trong Tết thì các bác mua con này nó phải rơi tầm 28 triệu, các bác mua con này nhé, không có giá dưới đâu ạ. Ít nhất phải 28 triệu. Đợt này em lấy con này bác rẻ giật mình luôn. Các bác mẹ sẽ nghĩ không ra là bao tiền luôn, đố bác biết bao tiền này. Size 40 này. Mã của em này mã siêu phẩm. Đây, siêu phẩm mấy rồi đây ta? Siêu phẩm 9 này. Đây là siêu phẩm 10. Size 40. Đấy. Bác lấy con này em để bác cái giá là 14 triệu bác nhé. 14 triệu con này thôi. Bác nghe không nhầm đâu bác nhé. Đấy, siêu phẩm 10 size 40 giá 14 triệu. Tiếp tục em lên cho bác một con Calivan. Úi dồi. Mặt kính sapphire. Hả? Ôi nó đẹp quá nhìn này. Đấy, một con Calivan cơ auto và tích tự động đó nha, một con hàng chính hãng Calivan luôn. Nền của nó là đính phun đá này, kim cương nhân tạo, anh nó báo kim cương nhân tạo, không biết là kim cương gì. Đấy. Dây Dermy gọi là xuất sắc rồi, không phải bàn cãi nữa. Đấy. Khóa của nó này, khóa Calivan thôi nhé. Máy con này máy vàng nhé, rất là đẹp. Chống nước 30 mét. Này, ba núm này, một núm nổi, hai núm chìm. Các bác nhìn cái núm nó tiện đẹp không? Đấy. Hai ô cửa lấy góc 12 giờ. Em này size 40. Size 40, con này là mã của nó là mã siêu phẩm 11. Size 40 này, con này giá của nó là 3 triệu tư các bác nhé, 3 triệu tư thôi ạ, rẻ khủng khiếp luôn. Đây, siêu phẩm 11, size 40, giá 3 triệu tư. Em lên cho bác một con Salvatore Marano này các bác nhé, hàng hiệu của Italia. Này nó như một cục kim cương. Đấy, trong này có cả khăn lau này. Đẹp các bác. Quá đẹp các bác nhé. Ui con đồng hồ ôi, ai chịu nổi các bác. Đấy, hàng hiệu Italia bác nhé. Chống nước 100 mét nhỉ. Sambatomara. Dây khóa nguyên zin.
đeo lên tay thì gọi là nhấc người luôn, đẹp. Còn đố các bác tìm ở cái Việt Nam này có cái đồng lô đồng hồ đẹp như của nhà em này. Vì có tất cả mấy con đẹp này em tranh thủ lúc 3 4 giờ sáng em đấu hết trên trên trang, làm gì có ai có các bác. Làm gì đến lượt ai đấu đâu ạ. Em đố các bác tìm là số nào có đấy, hàng giống nhà em này. Đẹp không ạ? Hàng nhái thì em không nói, còn hàng chính hãng nó giống như em đố bác kiếm ra. Đấy, cực phẩm luôn rồi. Đẹp nha các bác nha. Ai chịu nổi con này các bác? Size của nó là size 44. Size 44. Ồ, quên cái này rồi. Mã siêu phẩm 12. Size của nó là 44 này. Đấy. Giá của em này có 2 triệu 8 này các bác nhá. 2 triệu 8 một em này thôi. Các bác nghe có giật mình không ạ? Siêu phẩm 12 size 44 giá có 2 triệu 8 thôi. Đó, video ngày nay em xin phép tạm dừng các bác nha. Các bác ưng em nào nhanh tay liên hệ. Em xin chào các bác.